Vụ gì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi, đặt mua roi mây trên mạng để đánh cháu bé. Ngày 28 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, quê tỉnh Gia Lai để điều tra về tội hành hạ người khác quy định tại điều 140 BLHS 2015. Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Tại công an, Trang thừa nhận việc mua một chiếc roi mây trên mạng và dùng thanh gỗ để đánh cháu Nguyễn Thái V. A à, sinh năm 2013, ngụ quận 1, nhằm mục đích dạy dỗ. Trang khai nhận là vợ sắp cưới của ông Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột của V. A, à, cả hai sống tại căn hộ tại tòa Tô Bắc 2, chung cư Sài Gòn Tân, phường 22, quận Bình Thạnh. Ông Thái cũng thừa nhận bản thân giao con gái cho Trang chăm sóc nuôi dưỡng, dạy học. Ông Thái cũng cho biết có nắm được việc Trang dùng roi mây. Sau này là dùng cây đánh cháu a. Khoảng tháng 9 năm 2021, khi cháu VA bắt đầu học online, Trang được thái giao nhiệm vụ kèm cháu về học. Trong quá trình kèm học, Trang đã nhiều lần đánh bé gái. Trang lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để đánh bé. Sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập bé. Ngày 22 tháng 12, cháu VA có lịch học online từ 7 giờ đến 11 giờ. Sau đó, Trang nấu vợ cho cháu ăn và cho uống ba hộp sữa. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu về A học và tiếp tục đánh bé V. A à, khoảng 30 phút. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cháu V. A có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra phát hiện cháu V. A ói và tình trạng yếu nên gọi cho Thái về. Lúc này, Thái cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Hiện vụ án đang được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thành thụ lý, kiểm soát theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án, trao đối với phóng viên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ. Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã lên công an quận Bình Thạnh làm các thủ tục liên quan vụ án cháu bé V. A bị bạo hành tử vong tại chung cư Sài Gòn Pân, quận Bình Thạnh. Theo luật sư nữ, đây là hành vi tàn bạo đối với trẻ em cần phải lên án và xử lý nghiêm để răng đe. Luật sư nữ cho rằng trong quá trình điều tra về tội hành hạ người khác của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, nếu hành vi bị can này cấu thành tội giết người thì người bố không thể không liên can trang và cha bé gái chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn nếu ông bố biết trang hành hạ con gái ruột thì ông này phải xem xét tội không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm luật sư nữ phân tích qua giám định pháp y bé v a à, có nhiều vết sẹo trên đầu phải khâu mấy mũi khi bé được đưa vào bệnh viện và phát hiện tử vong vết sẹo đã có mũ có thể khẳng định bé đã bị hành hạ trước đó chúng tôi đang làm hồ sơ để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu bé tôi mong cơ quan chức năng cùng chung sức để điều tra làm rõ bà nữ cho biết các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé